vì đây cái rãnh nước này là mình lên là nó sẽ không không tụ nước, nó chảy ra đây thì nó thoát ra toàn bộ khu này khá hết khí. Tất chỗ này thứ hai là đã hình hỏa, hình hỏa không bao giờ tụ khí, hình hỏa không tụ khí, chỉ có hình thổ mới hình thủy mới kết hợp thôi. Còn đây là nó dốc, đằng này không nên làm. Đây là hình hỏa, hỏa hình thì không bao giờ tụ khí cả, chỉ có hình thủy và hình thổ thì nó tụ. Còn đây hình hỏa mà đây cái dòng nước nó chảy chéo đúng hình hỏa luôn, cho con đường đây hình hỏa không nhọn luôn. Hình hỏa mà chỗ kia là cái chỗ mũi nó ra, nó thoát ra rất nhiều thì mình không nên làm cái này.